Thì như mọi người thấy trên tay mình đang là ba cái màu khung khác nhau khi kết hợp với ảnh canvas khung nổi. Thì mình ở đây mình sẽ có là màu gỗ nè, màu bạc và cái tấm cuối cùng là khung màu đen. Thì bây giờ mình sẽ đi review từng tấm và cùng mọi người ha, để mọi người xem kỹ hơn về cái màu khung khi kết hợp với cái ảnh canvas nó sẽ tạo ra cái sự độc đáo như thế nào. Thì đầu tiên với cái tấm mà canvas khung nổi mà kết hợp với cái khung màu gỗ như thế này thì nó sẽ rất phù hợp với những không gian mình cần cái sự sang trọng, mình cần cái sự hài hòa khi kết hợp với nội thất mà nghiêng về những cái tông màu gỗ hơn, hoặc là khi mà nội thất của mình nó nhiều gỗ mà mình muốn có một cái tấm tranh nó kết hợp, nó đủ làm cho cái không gian mình nó hòa quyện tốt hơn, thì cái khung màu gỗ này nó là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Nó nhìn mình thấy ha. Rồi thì đây là sơ qua cái tấm màu gỗ. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái tấm thứ hai để giới thiệu với mọi người, đó là cái tấm khung màu bạc. Thì như mọi người thấy, đặc biệt của cái tấm khung màu bạc này thì cái nền khung của nó sẽ là hơi trắng một chút, nó sẽ rất là bắt sáng, cho nên nó sẽ rất phù hợp với những không gian mà tối, hoặc là những không gian mà mình muốn có một cái điểm nhấn đặc biệt trên tường, thì cái khung màu bạc này là một sự lựa chọn mà chắc chắn mình không thể bỏ qua được khi mình treo tranh. Nó khá là đơn giản nhưng mà cái hiệu ứng của nó thì nó sẽ rất là hay. Thì một chút nữa mình sẽ treo lên tường cho mọi người thấy được cái cảm giác khi mà treo một tranh khung màu bạc lên thì nó sẽ tạo ra điểm nhấn như thế nào ha. Rồi thì đi qua cái tấm tranh cuối cùng là cái tấm tranh màu đen. Và cái màu khung này cũng là một cái màu khung mình cảm thấy rất là yêu thích, tại vì mình là một người theo style rất đơn giản, cho nên cái màu khung màu đen này nó cảm giác cho mình một cái cảm giác rất là dạng như là nó tốt theo cái style tối giản, nó rất là dễ chịu ha. Thì cái màu đen này cũng là một cái màu mà khi kết hợp với tranh thì được mọi người yêu thích rất là nhiều. Cho nên những bạn nào mà thích cái sự đơn giản, thích cái style tối giản thì chắc chắn không thể nào bỏ qua cái tấm màu đen này được. Thì đây là ba cái tấm tranh canvas riêng ba cái màu khung khác nhau mà mình giới thiệu với mọi người hôm nay. Thì mọi người thấy nó rất là đẹp.